ở yên đây nha. Ba, con không có được ra ngoài nghe không? Nhớ, nghe lời ba, biết không? Ba, nhớ. Ba đi đâu? Ba ơi, con phải nghe lời ba nói. Ba đừng bỏ con. Con. Mày chưa chết hả? Hả? Giỏi. Vậy thì tao sẽ tiễn mày. Sao vậy con? Con nằm chiêm bao hả? Ngủ đi, cố gắng ngủ đi con. Mm-hmm.
Nè, con đưa cho ông đi con. Thưa ông, con mới về. Lại bị đánh nữa rồi hả? Đâu? Lần sau á, mà con có gặp mặt tụi nó thì nhớ tránh nha Hùng. Dạ. Thôi, con ngủ đi. Ca, cái vụ đó có làm thì làm cho khéo khéo á. Mày cứ lo xa, mày yên tâm đi. Đại ca mà không làm thì thôi, đại ca làm phải ok, phải không mày? Thằng ngu nói đúng đó. Mày nói gì mày? Đại ca nó chửi em kìa. Thôi được rồi. Đi tụi bay. Ê, nhớ tao không mày? Lượm rác mà quen con nhỏ đẹp quá mày. Mày coi thường tao hả? Tụi bay, nhìn nó kìa. Mày hả mày?
Mày nhớ mặt tao nha mày. Dạ, con chào cô. Ủa, dạ hả con? Ủa, bé An đâu rồi cô? Cô chưa thấy nó ra con ơi. Thôi, để cô làm cho khách nha. Sáng giờ lu bu quá à. Dạ. Chào cậu, cậu khỏe chứ? Tôi khỏe. Công việc này rất thuận lợi. Cậu hãy xem những kế hoạch tôi đề ra trong này. Cậu thấy sao? Cậu hài lòng với kế hoạch này chứ? Tốt. Cậu xem cho kỹ đi. Cậu hãy cẩn thận coi chừng lão Bạch đó. Anh cứ yên tâm, lão ta làm sao mà biết được. Vậy là tôi đã yên tâm rồi. Chào cậu. Chào ông. Đại ca, mày hẹn tao ra đây làm gì? Anh xem cái này đi. Dám chửi tao hả? Đại ca, em có hàng ngon cho đại ca nè. Tụi bay. Được. Chú mày giỏi lắm. Anh đã bàn tính rồi. Anh muốn chú mày mở rộng địa bàn qua bên khu cao lỗ. Qua bên đó chú mày sẽ toàn quyền sinh sát. Cảm ơn đại ca. Hay là tối nay chú mày qua bên đó luôn đi. Ok đại ca, đi tụi bay. Dạ, dạ. Mày đi theo tụi nó. Đằng này tụi bay làm tốt lắm. Mẹ nó, bị lừa rồi. Xử tụi nó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao không? Là mày hả? Mày định công tâm phải không? Con khốn! Mày đã làm gì của mày hả? Mày nói đi! Ai ở đâu? Nếu có người hả? Xử tụi nó đi! Come on!